xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh David Cơ TV nha. Cùng mình vô camera coi bạn Phong bữa nay làm trên cảnh nước về cho cánh quạt ra sao nha. Let's go đi con. Thôi bạn Phong bữa nay bạn làm ép nước thì ấy vô cánh quạt ra sao nha bạn. Đó là Phong đang tiện nha bạn. Chế cắt chỉnh nha bạn. Nóng nha bạn. Hồi nãy
nãy hàng xong bây giờ đem vô vớt lại hai cái đầu cho nó láng lại các bạn. Đó là phong cái cạnh mình vớt các bạn. Thank you.
bên này nha bạn. Lên 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 cái bên này nha. Giờ bạn Phong nó đang canh con cò bé bé nha bạn. Canh cho nó ngay cho chỉnh xong mới chuyển tiếp nha bạn. Thank you.
nha bạn, cũng xong rồi nha bạn. Đó, nãy anh Lâm hàng ở xong đóng phốt cho nha bạn. Đó, hai đầu nha bạn. Giờ cũng hoàn thành nha bạn. Ok nha, xin kết thúc video tại đây nha. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Video làm mét nước của mình tới đây cũng xin kết thúc nha. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Và bình luận góp ý cho mình nha, để mình có động lực mình ra nhiều video hay hơn nha. Bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha.